Thảo cơ mà. Này như mà sai á. Chắc có ly luôn nói chứ. Mới tuần rồi lái gì cũng còn nhiều cái gì. Nó lay thay đây nè, hay là có dùng cây không chị? Đó thì có coi đó. Ông bé đây phải không? Bữa ông bé quay bãi kết đó không? Ui sao mà đỡ dữ vậy? Để à. Đỡ đó chứ chị. Ờ, bữa mụn to to không bữa nay trời cô nè. Con cá kia ngoài nội là lý đó. Ừ. Thằng gom lại. Ý là em dặn là tuần lay đó. Ừ. Con nè, đỡ dữ sợ chưa? Bây giờ chắc cũng được hơi cớ, ba cớ là cùng bữa bãi cớ lần mà. Lần bữa lái vẫn còn chị kìa. Không thể nào lái hết được, mình có đi mà mình đi chẳng sạch. Tụi mình đi làm tại vì mình em nhiều quá. Chị cũng trong đi cho thấy. Không nhớ luôn. Cái dùng cái bờ em đi từ đây đi là một đường là nó lái một bờ em vô là nó chỉ hơi thâm thôi chứ còn mụn đã láo rồi. Hai bên má đỡ quá trời. Cái má bên kia đỡ gì? Cái bữa là chưa lấy nữa, sầu thấy cưng. Hôm bữa anh rửa mặt anh thấy nhạm tay lắm, anh chịu luôn. Nhìn vô mà bất xuống sàng lên. Bỏ sao không bữa mà hẳn cả bò luôn. Nè, hôm bữa quan bé này bãi kế chị Loan chứ không tin nè. Không tin quá nhiều luôn đúng không? Bảy chục phút, hơn 70 phút. Gần tiếng rưỡi đồng hồ. Nay còn một nhỏ mấy nữa. Bữa nhiều lắm, nhìn vô là thấy mụn rồi. Ghế đợi chị xíu đi. Đào ơi. Em chịu á. Coi dưới có đồ nghề ở dưới tủ á thôi. Chỗ bếp nấu ăn á.
Giọng sang giờ hỏi cho đau chị chết luôn. Nhiều đồ quá. Chị rửa mặt cái chị Hồng nha. Cái đây còn một nhỏ con à. Mà nó còn lắm rồi. Thank you.